quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Việt Nam sẽ thí nghiệm giai đoạn 1 vaccine COVID-19 từ mùng 10 tháng 12. Hưng Yên phát triển sản phẩm OCOP gắn với giá trị của làng nghề truyền thống. Lễ cưới tập thể cho 40 cặp đôi người khuyết tật diễn ra tại Hà Nội. Cảnh báo phần mềm gián điệp giả mạo Bộ Công an trên điện thoại Android. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Ban Quản lý Dự án Đường sắt Bộ Giao thông Vận tải cho biết toàn bộ lao động vận hành tuyến Cát Linh - Hà Đông đang triển khai công tác diễn tập các tình huống trên tuyến do các chuyên gia của Tổng thầu Trung Quốc kiểm tra sát hạch. Tất cả các nhân sự sẽ phải thành thạo kỹ năng để vận hành thử toàn hệ thống phục vụ công tác nghiệm thu từ ngày 12 tháng 12. Tuyến Cát Linh - Hà Đông có 681 lao động người Việt Nam, trong đó lái tàu, lái phụ tàu 41 người đã được đào tạo tại Bắc Kinh đợt 1 và 18 lái tàu được đào tạo tại Việt Nam đợt 2. Tất cả lao động này đang được tập huấn và kiểm tra lại lý thuyết, sát hạch trước khi vận hành thử tuyến Cát Linh - Hà Đông. Dự kiến từ ngày 12 tháng 12 năm 2020 sẽ bắt đầu chạy thử toàn hệ thống để đánh giá an toàn. Căn cứ vào kết quả vận hành thử, Liên danh Tư vấn Độc lập Pháp ACT sẽ cấp chứng chỉ an toàn hệ thống cho dự án, dự kiến là trong quý 1 năm 2021. Sau khi được cấp chứng chỉ, chủ đầu tư là Bộ Giao thông Vận tải sẽ nghiệm thu công trình và bàn giao cho thành phố Hà Nội quản lý, vận hành. Theo tiến độ trước đây, dự án chạy thử toàn hệ thống vào đầu năm 2020 để đánh giá an toàn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến các chuyên gia từ Trung Quốc và Pháp không thể sang Việt Nam để thực hiện các công việc còn lại. Hiện nay trên địa bàn có 58 làng nghề hoạt động, trong đó 37 làng nghề đã được công nhận. Trong thời gian qua thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm, chương trình OCOP, nhiều sản phẩm của các chủ thể trong làng nghề đã tập trung phát triển để đạt tiêu chuẩn OCOP. Làng nghề chế biến dược liệu Nghĩa Trang, xã Tân Quang thu hút tới 900 lao động tham gia trồng và chế biến dược liệu. Mỗi năm cung cấp cho thị trường hơn 300 tấn dược liệu chế biến các loại. Cùng với sản xuất chế biến theo gia truyền, các cơ sở có quy mô ở đây đã áp dụng công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong đó, hợp tác xã sản xuất dịch vụ tổng hợp hoa Thiên Phú đã có sản phẩm hoa cúc tham gia đánh giá xếp hạng sản phẩm ở COP. Trước kia thì có khi là người dân chỉ có thu hái về và sấy khô và đóng vào bao bì, bao dứa rồi các loại bao, nhưng bây giờ mình muốn là sản phẩm của mình là đóng vào những cái túi hút chân không này rồi là hộp thì nó giữ được cái hương vị của cái hoa cúc. Ngày xưa thì chỉ có mang về và sấy khô luôn. Thị xã Mỹ Hào có 3 chủ thể đăng ký 11 sản phẩm tham gia đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP, trong đó có 2 sản phẩm của làng nghề mộc mỹ nghệ Hòa Phong. Hiện nay xã Hòa Phong có trên 1.700 hộ làm nghề mộc, chiếm 54% số hộ trong xã. Với mục tiêu chuẩn hóa cho sản phẩm mộc đạt 3 sao, xã đã xây dựng kế hoạch tập trung hoàn thiện những tiêu chí như liên kết vùng nguyên liệu, mẫu mã, bao bì cũng như chất lượng sản phẩm và các tiêu chí liên quan đến thương mại điện tử. Bên cạnh đó, vận động các cơ sở sản xuất mộc trên địa bàn thành lập mới các hợp tác xã, tổ hợp tác, từ đó xây dựng thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. Mong muốn là để đưa những cái sản phẩm của làng nghề vào để có một cái thương hiệu OCOP để tất cả các tỉnh bạn và một số các đối tác ở rất là xa biết đến được sản phẩm của làng nghề, từ khâu chọn gỗ, chọn phôi như thế nào đạt tiêu chuẩn, và từ tất cả các máy móc thì đều liên tục được thay đổi để làm sao cái nhận ra những cái sản phẩm đẹp nhất và chất lượng nhất cho người tiêu dùng. Ngay sau khi triển khai chương trình OCOP, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành địa phương tuyên truyền vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và người dân chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ và tăng công suất các cơ sở đã có, hướng tập trung phát triển sản phẩm sạch gắn với công nghiệp chế biến ở vùng sản xuất tập trung, xây dựng thương hiệu, tích cực quảng bá, tiếp thị sản phẩm, phát triển sản phẩm gắn với làng nghề truyền thống để nâng cao giá trị. Đặc biệt nữa là OCOP là nó mang một tính chất sản phẩm là làng nghề, mang tính chất văn hóa lịch sử của địa phương. Chúng tôi phải cải tiến lại mẫu mã đặc thù và có cái nó toát ra được cái riêng đấy, mang tính chất hàng OCOP. Giá trị của chương trình OCOP là thúc đẩy các sản phẩm của địa phương ở các vùng miền có những đặc sản có truyền thống, bởi làng nghề thường có những bí kíp riêng để sản xuất ra những sản phẩm độc quyền, từ đó giá trị thương hiệu sản phẩm sẽ rất cao. Những mục tiêu
và lợi ích của chương trình mỗi xã một sản phẩm mang lại đã giúp cho các làng nghề truyền thống có thêm động lực để phát triển những sản phẩm chất lượng cao. Qua đó, không chỉ đơn thuần là đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng mà còn giữ gìn được những nét đặc trưng riêng. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, làng hoa Chợ Lách sẽ đưa ra thị trường khoảng 17 triệu sản phẩm các loại. Làng hoa Chợ Lách là một trong hai vựa hoa kiểng lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long, cùng với làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Hiện khoảng 6.000 hộ dân của các xã huyện Chợ Lách đang tham gia sản xuất hoa kiểng cho vụ Tết. Ngoài những cây kiểng chủ lực như mai, kiểng tắc, bông tấy, kiểng tạo hình, hoa treo, cúc mâm xôi, vạn thọ, làng hoa Chợ Lách còn đầu tư các giống cây nhập từ nước ngoài với nhiều chủng loại mẫu mã, trong đó có các nhóm kiểng nhỏ để trang trí trong nhà. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng theo dự báo, thị trường hoa kiểng Tết tới đây vẫn ổn định và phát triển. Dự kiến làng hoa Chợ Lách sẽ đưa ra thị trường Tết Tân Sửu khoảng 17 triệu sản phẩm các loại. Trung tâm Quản lý Đầu tư và Khai thác Công trình Thủy lợi Đà Lạt cho biết, đơn vị đang tiến hành sửa chữa, nâng cấp 1 km bờ kè thắng cảnh quốc gia Hồ Xuân Hương đã xuống cấp nghiêm trọng. 2 năm trở lại đây, bờ kè Hồ Xuân Hương bị hư hỏng xuống cấp, trong đó có những đoạn bị sạt lở cả phần chân và phần mái kè. Trước thực trạng trên, mới đây Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã bố trí gói nâng cấp sửa chữa bờ kè Hồ Xuân Hương với số tiền gần 2 tỷ đồng. Theo đó, có khoảng 1 km bờ kè bị xuống cấp, hư hỏng đã và đang được sửa chữa, gia cố và hoàn thành trong tháng 12 năm 2020. Hiện khu vực Hồ Xuân Hương có chu vi khoảng 5 km, rộng 25 hectare là điểm tạo bộ, tập thể thao, ngắm cảnh ưa thích của rất nhiều người dân và du khách trong và ngoài nước khi tới Đà Lạt du lịch. Việc gia cố sửa chữa kè giúp đảm bảo an toàn khu vực bờ hồ và mỹ quan khu vực thắng cảnh quốc gia nổi tiếng này. Thưa quý vị và các bạn, theo ghi nhận của Sàn Giao dịch Việc làm Hà Nội, dịp cuối năm, nhiều doanh nghiệp đã đăng ký tuyển số lượng lớn nhân viên, trong đó tập trung vào các ngành nghề, nhân viên kỹ thuật, nhân viên kinh doanh, công nhân sản xuất cơ khí hàn, xây dựng, hành chính nhân sự, nhân viên kinh doanh, bán hàng kế toán. Nhiều chuyên gia nhận định từ nay đến Tết Nguyên đán 2021, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp còn tăng cao. Cơ hội việc làm tập trung chủ yếu vào nhóm 26 đến 35 tuổi. Mức lương trung bình các doanh nghiệp trả cho người lao động dịp cuối năm từ 5 đến 20 triệu đồng. Trong đó, mức 5 đến 7 triệu đồng một tháng dành cho lao động chưa có tay nghề, sinh viên mới ra trường hoặc các công việc thời vụ bán thời gian. Theo Bộ Tài chính, ngân sách nhà nước đã chi khoảng 17.900 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ngân sách trung ương đã sử dụng hơn 4.540 tỷ đồng dự phòng để chi khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt và dịch tả lợn châu Phi. Chính phủ đã chi ngân sách hỗ trợ 9 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ và 11 tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả mưa đá, dông lốc, lũ quét, sạt lở đất với tổng số tiền 1.630 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp gần 32.950 tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân, khắc phục hậu quả thiên tai và giáp hạt đầu năm. Theo Bộ Tài chính, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên thu ngân sách giảm so với cùng kỳ những năm gần đây. Tổng thu cân đối ngân sách 11 tháng năm nay ước đạt hơn 1 triệu 260.000 tỷ đồng, mới đạt 83,4% dự toán. Tổng chi ngân sách nhà nước 11 tháng năm nay đạt 1 triệu 369.600 tỷ đồng, bằng 78,4% dự toán, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 71,4% dự toán. Việt Nam sẽ thử nghiệm giai đoạn 1 vaccine COVID-19 từ ngày 10 tháng 12. Đây là thông tin tại cuộc họp của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế với các đơn vị sản xuất vaccine COVID-19 tại Việt Nam về tình hình nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19 trong nước vừa được tổ chức. Đến thời điểm này, các nhà sản xuất vaccine COVID-19 trong nước đang nỗ lực đẩy mạnh tiến độ triển khai nghiên cứu, tiến tới thử nghiệm tiền lâm sàng. Trong đó có 3 đơn vị sản xuất là IVAC, Biobotic, Nanogen đã hoàn thiện quy trình sản xuất quy mô phòng thí nghiệm và hiện đang đánh giá tính an toàn, tính miễn dịch của vaccine trên động vật. Riêng Nanogen đã hoàn thành giai đoạn này và chuẩn bị sẵn sàng để tiến tới thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1. Hiện Bộ Y tế đã chủ động thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước, đồng thời tăng cường hợp tác trao đổi đàm phán với các đơn vị sản xuất vaccine trên thế giới để sớm tiếp nhận được nguồn vaccine phục vụ nhu cầu tiêm chủng phòng chống dịch trong nước.
Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, mới đây nhân đại lễ kỷ niệm 712 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn, vừa qua tôn tượng của Đức Phật Hoàng đã được cung rước từ Điện Thái Tổ, Thái Thượng Hoàng Trần Thừa, thôn Vạn Khoảnh, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, với hành trình trải dài gần 2.000 km về an vị theo nghi thức Phật giáo tại Thiền viện Trúc Lâm, Chánh Giác thuộc tỉnh Tiền Giang. Tôn tượng Phật Hoàng được cung rước trong dịp này làm bằng gốm đỏ ly lâu ở tư thế ngồi cao 2m2. Là pho tượng lớn nhất từ trước đến nay, thể hiện hình ảnh Đức Vua Trần Nhân Tông cởi bỏ hoàng bào bên suối Quy Phật. Pho tượng là tác phẩm nghệ thuật tâm huyết của nghệ nhân quốc gia, họa sĩ Nguyễn Đăng Vong. Đức Vua Trần Nhân Tông là vị hoàng đế anh minh, lãnh tụ thiên tài, là nhà văn hóa xuất chúng, nhà tư tưởng vĩ đại, đồng thời là nhà tu hành giác ngộ ở cảnh giới cao. Ngài đã để lại hệ thống tư tưởng đặc sắc về Phật giáo, khai sáng dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử đậm bản sắc Việt. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã lấy ngày 1 tháng 11 âm lịch hàng năm là ngày quốc giỗ Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn. Theo kế hoạch, tôn thượng Phật Hoàng sẽ được cung rước từ đền Thái Tổ Thái Thượng Hoàng Trần Thừa ở Mỹ Lộc, Nam Định vào Việt Nam Quốc Tự, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 14 tháng 12. Và đến ngày 20 tháng 12, tôn tượng sẽ được rước về và làm lễ an vị tại Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác, Tiền Giang. Dù còn 2 tuần nữa mới đến lễ Giáng sinh Noel, nhưng nhiều nơi ở Hà Nội đã nhộn nhịp không khí vui chơi mua sắm. Những mặt hàng phục vụ Noel cũng rất phong phú, đa dạng. Những ngày cuối tuần, nhiệt độ tại Hà Nội tiếp tục giảm sâu, nhưng không khí chào đón một mùa Noel mới lại đang ấm lên từng ngày. Tại các trung tâm thương mại, nhiều gia đình đã rộn ràng mua sắm quà Noel cho người thân. Noel thì người ta thường là kiểu sale nhiều hơn ý, nên là đi mua thì cũng không phải là quá đắt đỏ lắm đâu, nên là mọi người cứ đi mua nhiều, mua đồ cho bé này, rồi mua quà cho ông bà này, đấy cho gia đình mình thôi. Nắm bắt xu hướng giảm giá dịp cuối năm, người dân ở các tỉnh lân cận Hà Nội cũng đã đổ về mua sắm, góp phần cho không khí đón Noel thêm náo nhiệt. Đặc biệt, người dân tin tưởng vào tình hình kiểm soát dịch bệnh ở Việt Nam, nên tỏ ra rất yên tâm tại các khu vực tập trung đông người. Còn trên các tuyến phố cổ, không khí Giáng sinh đã hiện hữu với đầy ắp các mặt hàng. Phố hàng mã, hàng ngang, hàng đào, hàng đồng đã tấp nập không kém ngày lễ. Tuy nhiên lượng người mua thì chưa nhiều so với mọi năm. Tại Hà Nội, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển vừa tổ chức lễ cưới tập thể mang tên Giấc mơ có thật cho hơn 40 cặp đôi là người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. 47 cặp đôi cô dâu chú rể tham dự lễ cưới hôm nay đều là những người rất đặc biệt. Họ là những người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang yêu nhau hoặc đã đăng ký kết hôn, mong muốn được kết hôn nhưng không có khả năng tổ chức. Một đám cưới với đầy đủ gia đình hai bên, các nghi lễ trang trọng là điều mà ở trong mơ những người khuyết tật này mới dám mong tới. Thì mình rất là vui mừng và hạnh phúc và không bao giờ dám nghĩ tới. Và hôm nay lại được thực hiện giấc mơ. Lễ cưới chính là món quà thể hiện sự quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện của xã hội cho những người khuyết tật, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có cơ hội làm đám cưới chính thức, xây dựng mái ấm gia đình, qua đó tạo động lực cho họ vượt qua hoàn cảnh, vươn lên xây dựng gia đình, góp phần phát triển xã hội. Và năm nay thì trải qua rất là nhiều khó khăn do ảnh hưởng của Covid, tưởng chừng đám cưới sẽ không tổ chức được. Nhưng mà hôm nay thì với sự đồng lòng hỗ trợ của rất nhiều tổ chức cá nhân và các nhà hảo tâm đã chung sức vừa góp công vừa góp của để cùng với chúng tôi tạo lên một cái không khí đám cưới rất là đầm ấm hạnh phúc hôm nay. Những giọt nước mắt hạnh phúc, những nụ cười trên môi của những cô dâu chú rể đặc biệt ngày hôm nay đánh dấu một chặng đường mới trong cuộc đời của họ, để những người khuyết tật này tiếp tục vươn lên, cố gắng để xây dựng gia đình nhỏ của mình, vươn lên khó khăn để khẳng định họ là những người tàn nhưng không phế. Những năm qua, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã đem đến những thay đổi to lớn, tạo điều kiện cho người lao động khuyết tật được học tập, đào tạo liên tục để nâng cao kỹ năng, chuyển đổi nghề nghiệp và tự tạo ra việc làm cho mình. Đây cũng chính là những cơ hội mới để người khuyết tật có thể xóa bỏ mọi rào cản và vươn lên trong cuộc sống. Hơn 20 nhân viên tại công ty công nghệ này chủ yếu là người khuyết tật.
Từ chỗ không tìm được việc làm, hiện nay chị Sĩ Thị Ngọc đã trở thành nhân viên thiết kế, am hiểu về công nghệ và đạt mức lương trung bình từ 6 đến 8 triệu đồng một tháng. Song điều khiến chị Ngọc vui nhất đó là nhận được sự đồng cảm từ ban lãnh đạo công ty, đồng nghiệp để luôn tự tin với nghề nghiệp mà mình đam mê. Thuận lợi cho người khuyết tật là có thể những bạn có nền nặng này cũng không cần phải hoạt động nhiều, vận động nhiều và vẫn có thể làm việc như người bình thường. Có thể thấy để xóa bỏ rào cản trong vấn đề việc làm cho người khuyết tật, cần sự hỗ trợ từ nhiều phía, đó là nhà nước với chính sách khuyến khích phù hợp, từ doanh nghiệp và cả từ phía người khuyết tật. Nhưng hơn cả, phải xuất phát từ sự thay đổi cách nhìn về tạo việc làm cho người khuyết tật, không phải là làm từ thiện hay nhân đạo, mà phải bảo đảm quyền lợi cho người khuyết tật. Trao việc làm cho người khuyết tật không dừng ở việc giúp người khuyết tật có sinh kế để nuôi sống bản thân và giảm bớt gánh nặng cho gia đình, mà hơn cả là tạo thay đổi trong suy nghĩ của cộng đồng về người khuyết tật. Thì cái mà điều tiên chúng tôi trăn trở đó là làm sao cho xã hội nhìn nhận người khuyết tật cũng có thể trở thành những người bình thường nếu như xã hội chúng ta giải quyết được những rào cản cho họ. Chủ động xóa bỏ mọi rào cản, đặc biệt trong lĩnh vực việc làm mới giúp người khuyết tật tự tin trong cuộc sống và hòa nhập cộng đồng, để từ đó mỗi năm tổng sản phẩm quốc nội Việt Nam sẽ có thêm khoảng 7% nhờ những lao động là người khuyết tật. Thưa quý vị và các bạn, 36 tỉnh thành phố sẽ kiểm tra và xử lý tên miền liên quan đến báo chí dễ gây nhầm lẫn với trang thông tin điện tử tổng hợp. Đây là yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông mới gửi 36 Sở Thông tin và Truyền thông. 36 tỉnh thành phố sẽ rà soát tên miền liên quan đến báo chí là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Bình, Vĩnh Long, Bình Phước, Lâm Đồng, Quảng Nam, Ninh Bình, Bình Dương, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Giang, Cần Thơ, Đắk Lắk, Tuyên Quang, Hải Dương, Tây Ninh, Thái Bình, Khánh Hòa, Nam Định, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Thừa Thiên Huế, Phú Thọ, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Định, Kiên Giang, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Gia Lai, Hòa Bình. Trước đó, theo thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, nhiều trang thông tin điện tử tổng hợp cố tình mập mờ giữa trang thông tin điện tử tổng hợp và báo điện tử, tạp chí điện tử bằng cách sử dụng những từ ngữ dễ gây lầm lẫn cho độc giả trên tiêu đề trang chủ như tên miền là báo, tạp chí, tin tức, news, online. Bộ Công an mới đưa ra cảnh báo về một phần mềm gián điệp được các đối tượng sử dụng nhằm lừa đảo, trộm cắp, chiếm đoạt tài sản của người dùng điện thoại hệ điều hành Android. Qua điều tra, lực lượng công an phát hiện đã có hàng chục bị hại tại các tỉnh, thành phố như Đà Nẵng, Huế, Tuyên Quang, Nghệ An, An Giang, Đắk Lắk bị các đối tượng trộm cắp, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng. Phần mềm gián điệp này được các đối tượng ngụy tạo, giả danh ứng dụng điện thoại mang tên Bộ Công an. Thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng là dùng công nghệ VoIP, tạo lập các số điện thoại ảo, giả mạo số điện thoại công khai của cơ quan thực thi pháp luật, thông báo cho bị hại đang bị điều tra. Nếu không hợp tác sẽ bị bắt giữ, khởi tố. Sau đó yêu cầu nạn nhân thay đổi điện thoại đang dùng sang sử dụng điện thoại hệ điều hành Android. Sau khi nạn nhân cài đặt app mang tên Bộ Công an theo hướng dẫn của các đối tượng, nạn nhân sẽ phải điền thêm các trường thông tin hiển thị trên app giả mạo này như tên đăng nhập, mật khẩu, tài khoản ngân hàng, họ tên, số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Các thông tin này sẽ được chuyển về máy chủ do các đối tượng quản lý. Nguy hiểm hơn, các đối tượng còn có thể điều khiển điện thoại di động của người dùng từ xa mà chủ điện thoại không hề hay biết. Bộ Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo mới của tội phạm mạng, tuyệt đối không truy cập các trang thông tin không chính thống, không cài đặt các phần mềm ứng dụng từ các nguồn không chính thống. Công an huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên cho biết đã bắt giữ 3 đối tượng đang vận chuyển trái phép 10 bánh heroin. Các đối tượng bị bắt gồm Sùng A Mua sinh năm 2000, Mùa A Chí sinh năm 2000 và Vàng A Chí sinh năm 2001, đều trú tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 10 bánh heroin với tổng trọng lượng hơn 3,4 kg và một số vật chứng có liên quan khác. Các đối tượng khai đã nhận vận chuyển thuê số heroin này cho một đối tượng người Lào từ một địa điểm gần biên giới thuộc huyện Điện Biên về giao cho một đối tượng tại địa bàn huyện Tuần Giáo với giá là 40 triệu đồng. Hiện Công an huyện Tuần Giáo đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.